nhiều view hay là nhiều tiền. Anh em muốn thì cứ để lại comment, Khu sẽ chia sẻ mấy anh em làm được triệu view ở trên TikTok. Xin chào các bạn đã đến với chủ video tiếp theo của Khu nha. Thì video hôm nay Khu muốn nói về một cái vấn đề, nó liên quan tới vấn đề là tại sao mà Khu không có chơi TikTok. Thì Khu xin giới thiệu là Khu là nhà sáng lập của công ty xây dựng Happy House, là một cái công ty chuyên cung cấp giải pháp sàn diệt nhịp và cung cấp giải pháp thô, đặc biệt là cho những anh em là kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng nhưng mà có đam mê về vấn đề thiết kế. Thì Khu sẽ đồng hành hỗ trợ cho mấy anh em để có thể là có được đối tác, có được khách hàng, để có thể mình chia sẻ những cái giá trị, những cái thiết kế của mình cho đơn vị, cho những cái khách hàng mà mong muốn, những anh em kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng mà thiết kế về vấn đề kiến trúc cũng giống như là kết cấu và hồ sơ thi công. Thì trước khi mà Khu thành lập công ty á, thì nói chung là lúc đó là Khu cũng là một cái người đi làm thuê, có thể là giống như những anh em là đang đi làm trong một cái môi trường làm việc là có công ty hẳn hoi, có công việc, có deadline. Thì khi đó thì mình, công việc của mình ở ngoài công trình á, thì nó là một cái gì đó nó rất là áp lực từ chủ đầu tư, áp lực từ những cái đối tác và thầu chính, thầu phụ, áp lực về người sếp của mình đưa cho mình những cái hướng để mình giải quyết công việc. Thì lúc đó cái giải trí chủ yếu đó chính là cái điện thoại trong những cái thời gian rảnh. Thì thật ra thì cái câu chuyện này nè, nó cũng liên quan tới một cái người bạn, thằng em của Khuôn thôi. Thì nó cũng là kiến trúc sư, nhưng mà chia sẻ về những cái vấn đề mà Khuôn thấy thì Khuôn cũng nên lên trên này để chia sẻ cho mấy anh em, để có thể là mấy anh em cũng hiểu được là tại sao mà mình không chơi TikTok. Mà Khuôn xin định nghĩa lại là mình phải biết cách để mà mình sử dụng nền tảng TikTok để mình có thể là có được thêm thu nhập, chứ đừng nghĩ là mình chơi TikTok. Thật ra là câu chuyện này là những cái anh em kiến trúc sư chắc chắn sẽ gặp, những anh em kỹ sư xây dựng mà có cái tư duy thiết kế kiến trúc tốt á, thì cũng đang gặp vướng phải thôi. Đó chính là khi mà mình đi tư vấn với khách hàng thì cái hợp đồng của công ty mình lúc nào cũng được sửa đổi 2-3 lần, đúng không? Thì những cái concept đầu tiên á, những cái phương án đầu á, có thể là mình không có may mắn được duyệt, thì cho tới cái phương án thứ 3, thứ 4 thì lúc đó mình mới được duyệt và áp dụng cái thiết kế đó để ra đại trà, ra thi công ở ngoài công trình và thống nhất cái phương án đó để mà mình triển khai thi công. Vậy thì những cái phương án còn lại mình có á, thì mình sẽ sử dụng nó như thế nào? Thì lúc đó cái thằng em của Khuôn á, nó mới hỏi là cách để làm sao mà để đăng TikTok mà nó được nhiều view. Thì Khuôn mới hỏi luôn một câu là bây giờ là em muốn nhiều view hay là nhiều tiền? Đó là cái câu chuyện mà thì thật ra thì nó cũng không có, chưa có trả lời chính xác. Nó chỉ muốn là nhiều view thôi, tại vì có quá nhiều cái phương án bị bỏ lỡ, nhiều khi là vẽ rất là nhiều luôn, để ở máy tính nhưng mà không biết đưa nó lên internet như thế nào, và không biết đưa lên sao để có người xem, để có nhiều người thưởng thức, đúng không? Thì thật ra cái câu chuyện này nó liên quan tới những cái thủ thuật làm TikTok. Mà như Khuôn nói là từ Khuôn cũng có cái kênh TikTok nha, cũng được hơn 2.000 follow rồi. Và Khuôn cũng test rất là nhiều, là Khuôn chỉ đăng thôi, chứ nói thật sự với mấy anh em luôn là Khuôn không có lướt TikTok. Tại vì khi lướt TikTok á, thứ nhất mình dành những cái thời gian đó để mình giải trí, thì mình có nhiều cách để giải trí khác nhau, cà phê, tâm sự, xem những cái kiến thức gì đó để mình cải thiện. Nhưng mà khi mà mình lên TikTok thì không may á, mình vô một cái trend giống như Khuôn mới vừa bị dính một cái nè, là cái trend Thích Minh Tệ á, chỉ có một ông anh đang đăng trên Facebook thôi, là thầy Thích Minh Tệ, rồi xong rồi xung quanh họ đi theo, rồi có một cái câu gì đó, cứ nghĩa là đặt cái câu hỏi đi cho Khuôn phải nói ông này là ai á. Lúc đó là Khuôn không biết luôn, cái bắt đầu không biết tìm kiếm ở đâu, lên TikTok tìm, thì tìm kiếm nó vô cái chỗ thầy Thích Minh Tệ, vô cái từ khóa Thích Minh Tệ. Thì lúc đó cứ mỗi lần bật TikTok lên để mà mình đăng bài thì nó sẽ hiện lên một cái viral, một cái video viral của thầy Thích Minh Tệ, bắt buộc Khuôn phải xem. Cái nó cứ cuốn hoài luôn, là ghiền luôn á, mình coi liên tục hàng giờ đồng hồ luôn. Tức là cái thời gian lúc đó mình đang rảnh không có việc gì, một cái là mình tập trung mình coi nó xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ luôn, mình coi chưa đã còn lên YouTube tìm kiếm coi nữa. Tức là vừa rồi là nó có một cái trend của thầy Thích Minh Tệ. Thì đó, thì mấy anh em mà vô tình mà mình sử dụng TikTok mà theo cái kiểu là mình lướt để mà mình giải trí á, thì nó rất là dễ để đu vô cái trend đó, và mình sẽ bị mất rất là nhiều cái thời gian. Ngày xưa á, Khuôn có học một cái, không, đọc trong một cái cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng của thầy Thái Phạm á, thì nó có hai cái vòng tròn, một cái vòng tròn lớn và một cái vòng tròn nhỏ. Vòng tròn lớn của mình á, nó là cái là một cái vòng xoáy quan tâm, đó chính là những cái mạng internet, những cái người nổi tiếng, những cái thông tin diệt tích, những cái câu chuyện mà thật ra thì nó không ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc đời của mình,
Như thầy Thích Minh Tuệ thì Khuông cũng, ba mẹ Khuông là đạo Phật, cho nên là khi mà nhìn thấy sư rồi tội nghiệp, mình cũng thấy tội nghiệp về cái khổ hạnh như vậy đó, thì mình cũng kiểu mình coi cũng có những cái câu mà thầy phát ngôn đó, mình thấy nó thấm đó, thì cái đó thì nó có ảnh hưởng tới mình, thì mình có coi, mình có coi mình ấy. Còn nếu như mà mấy anh em, đặc biệt là những cái anh em mà kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng như tụi mình vậy nè, làm ở ngoài công trình hoặc là thiết kế mà nó có thời gian rảnh nhính ra đó, mà mình lên mình lướt TikTok mà nó lỡ nó cuốn vô một cái là nó rất là mất cái thời gian. Mà cái vòng xoáy những cái thông tin, nếu như mà những cái thông tin tích cực thì mình không nói nha, nhiều cái thông tin nó tiêu cực một cái nó làm ảnh hưởng tới cái tinh thần của mình luôn. Anh em kiến trúc sư mà muốn giống như là có một cái ý tưởng gì đó muốn làm mà nó cuốn vô cái trend hoặc nó cuốn vô một cái nội dung gì đó là mình xem một cái là mình quên đi luôn, nó rất là dễ cuốn. Thì hồi xưa thì giống như là trên nền tảng như Facebook thì nó chỉ có hình ảnh rồi nó có này kia, mình cứ lướt lướt theo cái kiểu đó. Bây giờ video nó cuốn dữ lắm, mình cứ quẹt 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 15 giây là mình coi được rất là nhiều video. Thì lúc đó Khuông mới nhìn thấy ra được là nó tốn quá nhiều thời gian, trong khi Khuông cũng là một cái người sáng tạo nội dung, mình làm nội dung để cho mọi người xem. Thì câu chuyện của thằng em của Khuông á, nó cũng muốn đưa lên xem nhưng mà nó không bắt đầu từ đâu. Thì Khuông mới đặt ra cái câu hỏi là tại sao mình không tìm kiếm những cái gì nó liên quan với cái công việc của mình để mình xem. Thí dụ như là kiến trúc sư thì mình phải xem những anh em kiến trúc sư họ đang làm gì, họ đang đăng cái gì ở trên TikTok. Mình xem họ, xem coi là mình cũng có khả năng làm được chuyện đó không. Còn cái thủ thuật đăng để lên view nó thật ra nó rất là dễ luôn á anh em. Đúng đủ điều là xong. Khuông đã sở hữu, thằng em của Khuông nó làm ở ngoài công trình, sở hữu video triệu view rất là nhiều. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là bạn muốn triệu view hay là triệu đô? Đó, nếu như mà triệu view á, nó rất là dễ, Khuông đã làm được. Anh em muốn á, thì cứ để lại comment, Khuông sẽ chia sẻ mấy anh em làm được triệu view ở trên TikTok. Chỉ cần chọn ra được cái ngách, cái ngành nghề phù hợp, cái công việc mà mấy anh em có thể sản xuất được hàng ngày á, nó đơn giản thôi. Giống như mấy anh em làm kiến trúc sư á, thì bây giờ mình ra một cái lệnh, nó kiểu gì nè, nó phải cùng một cái chủ đề, cùng một cái cách thể hiện, và nó phải có một cái cùng một cái nội dung. Giống như tiêu đề của mấy anh em về vấn đề thiết kế về cách chấp đi, thì mình chơi cái tiêu đề là like, cái đường like nó như thế nào, đường like trong cách chấp vẽ như thế nào, lệnh R, lệnh bôi tròn là như thế nào. Mình ra một cái câu hỏi như vậy, xong cái mình chèn một cái đoạn nhạc vô, sau đó mình vẽ, mình quay màn hình lại, mình đăng trong vòng 15 giây. Mà mình làm liên tục mỗi ngày một cái, mình cứ sáng tạo. Nói chung không có sáng tạo gì hết anh em, cái đó là không có sáng tạo gì luôn. Khuông chỉ cái này là làm chắc chắn là lên triệu view nếu như anh em muốn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì công việc vẽ thường ngày của mấy anh em thì bao nhiêu lệnh, mấy cái lệnh cơ bản là có rồi này đúng không? Thì mình lấy mấy cái lệnh đó trước, sau đó là mình tìm hiểu thêm, học hỏi thêm những cái kiến thức mới, những cái nội dung mới, những cái 1001 robot gì đó. Đó là những cái mấy cái đó đó. Là mấy anh em cứ mỗi ngày một cứ lệnh cứ đưa lên, mình đặt ra một cái tiêu đề là cái lệnh đó sẽ vẽ như thế nào, vẽ cầu thang như thế nào. Chắc chắn anh em lướt lướt trên TikTok là có. Thì mình hãy là cái người sáng tạo nội dung, mình làm nội dung, mình đăng lên, mình xem video của mình thì nó mới sướng. Và nói thật với mấy anh em á, mà khi mà mình được 1000 follow rồi thì lúc đó mình cứ livestream, mình bán hàng, mình gắn những cái tiếp thị liên kết mà những cái sản phẩm nó liên quan tới cái chủ đề của mình nữa. Có thể là một cái khóa học online, có thể là chính mấy anh em sản xuất ra cái sản phẩm khóa học để chỉ cho những anh em khác mà người ta mới á, người ta không có biết vẽ, thì chỉ cho người ta cách để dựng hình cơ bản, áp vật liệu như thế nào, nâng cao một tí là render như thế nào cho nó đẹp, rồi nó sẽ có những cái phần mềm, những cái khóa học là Photoshop thì Khuông chỉ biết tới đó thôi. Sau này là nó có AI hỗ trợ nữa, thì những cái phần mềm AI nào mà anh em có thể là chia sẻ được thì cứ chia sẻ. Thì đó mới chính là cái mà Khuông muốn nói, là mình phải tập trung vào vấn đề sáng tạo nội dung. Anh em đừng có lướt TikTok, đừng có xem TikTok một cách là nó không có ảnh hưởng nhiều á, tức là cái dòng xoáy quan tâm của mình nó không có ảnh hưởng nhiều tới cái công việc của mình. Thì lúc đó anh em sẽ bị hai cái vòng, một cái á, công việc thì nó áp lực, giải trí cũng không xong, mà xong rồi cái một khoảng thời gian dài làm cho công ty. Mà bây giờ nói thiệt nha, là Khuông nói là thẳng luôn, là anh em làm một thời gian dài cho công ty mà nó không có phát triển về lương, nó cũng không phát triển về vấn đề, về Khuông nói về vấn đề danh vọng á, về vấn đề lên chức á, thăng chức á, trưởng phòng vậy đó, hoặc là chủ trì thiết kế, thì sau bao nhiêu năm thì nó sẽ lên được cái đó. Nhưng mà anh em thử mà sở hữu một cái kênh mà vài ngàn follow, vài chục ngàn follow đi, là sếp của anh em sẽ đánh giá anh em khác liền. Thậm chí là cái công việc của mình nó cũng được thoải mái, và nhiều bạn bè biết đến, nhiều người biết đến anh em làm thiết kế, thì đâu đó trong đó sẽ có khách hàng tiềm năng của mấy anh em, để có thể sau này mình chuyển đổi họ thành những cái khách hàng. Khi mà họ xây dựng nhà, anh em mà render những bức ảnh đẹp á, họ thấy được những bức ảnh đẹp đó, họ hỏi là
có vẽ được những cái nhà tương tự như vậy không, có bốc được cái dự toán rồi sau đó là thi công được cái căn đó không, thì lúc đó anh em mới có một cái bước điểm, người ta đã tin tưởng anh em rồi, biết anh em rồi, tin anh em rồi, sau đó là hỏi về những cái liên quan tới vấn đề là thiết kế, để anh em có thể là thiết kế cho họ, lên phương án cho họ và thiết kế công năng cho họ, giúp đỡ trao giá trị cho họ. Phía sau đó thì lúc đó tiền nó sẽ đổ về túi mình, mình cũng bỏ công bỏ sức lao động ra thôi. Nhưng mà chỉ có hai cái như một cái sợi tóc vậy đó anh em. Một là mình bật TikTok lên, mình xem nội dung của người khác, thì tại sao mấy anh em mình không chịu mà quay màn hình, tự tạo nội dung, kiếm cái tiêu đề mình làm cho mình, xong rồi mình học hỏi những cái cách đó để mà mình có thể là mình, tại vì TikTok hay là tất cả những nền tảng khác họ đều rất thích những cái nhà sáng tạo nội dung mới. Cho nên mấy anh em cứ tự tin mạnh dạn mà mình làm, như Khuôn nói đúng đủ đều là nó sẽ lên. Đó thì bây giờ Khuôn cũng vậy thôi, không có lướt nhiều, không có dành quá nhiều thời gian cho TikTok, mà chỉ là đăng bài, rồi như lúc đó đăng bài cái sẽ lúc mà khi mà mình đăng á, nó sẽ có những cái video viral nó đưa cho mình xem, thì mình xem những cái đó mà nó phù hợp với mình thì mình ngồi đó mình xem chút xíu thôi, rồi thôi. Chứ mình không có lấy TikTok là một cái công cụ, giống như Khuôn nói, lấy TikTok là một cái công cụ để mình giải trí, để mình lướt những cái nội dung đó, nó không có ảnh hưởng gì đến cái cuộc đời của mình á, thì mình đừng có quan tâm tới. Thì thật ra cái kênh này là Khuôn làm là kênh xây dựng, cho nên những cái nội dung này Khuôn làm là dành riêng cho những anh em kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng có cái đam mê về nghề, có cái sở thích giống như Khuôn và yêu cái đẹp, cũng muốn cống hiến cho đời về cái vấn đề là mình làm nên những cái căn nhà tuyệt vời, căn nhà đẹp mà Khuôn rất là thích, là gia công cái sản phẩm ngoài thực tế nó giống như cái thiết kế của mấy anh em kiến trúc sư đó. Thì cho nên là nếu như mấy anh em là kiến trúc sư hoặc là kỹ sư xây dựng mà yêu nghề, mong muốn khởi nghiệp thì có thể là kết nối với Khuôn nha. Khuôn sẽ để cái Zalo, cái số Zalo ở dưới phần mô tả, thoải mái là anh em mình cùng ấy thôi, cùng nhau kết nối thôi. Thì Khuôn thì ở Cần Thơ và sắp tới thì sẽ có kế hoạch là mình đánh ở vòng miền Tây, cho nên nếu như mà mấy anh em đang ở miền Tây hoặc là ở Cần Thơ có thể là kết nối với Khuôn. Khuôn sẽ mời cà phê hoặc là mời tới văn phòng của Khuôn để làm tách trà. Rồi cảm ơn mấy anh em đã xem video nha. Thì nội dung sắp tới đây là Khuôn sẽ làm để phục vụ cho mấy anh em về vấn đề là tìm kiếm được nhiều khách hàng hơn, có thể là mình kiếm thêm được cái nguồn thu nhập, tận dụng internet để mình kiếm thêm thu nhập mà không ảnh hưởng gì đến công việc của mình, giúp cho mình có được một cái cuộc sống nó tốt hơn, và hy vọng là cái cảm xúc nó cũng dâng trào hơn, tinh thần nó thoải mái hơn, thì lúc đó anh em đã giàu có rồi đó, chứ không phải là có nhiều tiền mới giàu có đâu nha anh em. Đó thì mấy anh em thấy cái quan điểm này của Khuôn, quan điểm cá nhân của Khuôn như thế nào thì có thể để dưới comment. Rồi mấy anh em có những cái quan điểm gì đó cùng quan điểm với Khuôn thì cũng để lại dưới comment để mấy anh em mình cùng chia sẻ, cùng phát triển. Cảm ơn mấy anh em đã xem video nha.